Rồi thầy xin chào các em. Hôm nay ở tiết số 4 và môn công nghệ thì thầy sẽ giới thiệu tiếp với chúng ta là bài số A là dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện. Ở bài này thì chúng ta có mục số 1 là thầy giới thiệu với chúng ta là đồng hồ đo điện. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về công dụng của đồng hồ đo điện. Ở đây thầy có 4 hình, hình 1, hình 2, hình 3, hình số 4. Đó là các loại đồng hồ đo điện. Thì các em quan sát cho thầy biết tên gọi của những loại đồng hồ đo điện này. Rồi ở hình số 1 là vôn kế nha các em. Hình số 2 là cái ampe kế, vôn kế em thấy có chữ V nè. Ampe kế em thấy có chữ A nè. Thứ ba là cái công tơ điện thì em thấy có chữ kilowatt giờ chỗ này nè, chữ kWh nè. Và cuối cùng là cái đồng hồ này là đồng hồ vạn vạn năng. Người ta còn gọi tên gọi của nó là VOM. Thì các em quan sát cho thầy biết là các loại đồng hồ này dùng để đo những đại lượng gì các em. Rồi, vôn kế là dùng để đo hiệu điện thế nha các em. Ampe kế là dùng để đo cường độ dòng điện. Công tơ điện là dùng để đo điện năng tiêu thụ. Còn đồng hồ vạn năng thì nó dùng để đo hiệu điện thế, đo cường độ, đo điện trở. Như vậy nếu ta có cái đồng hồ vạn năng này nè, thì ta có thể là dùng nó để đo hiệu điện thế, đo cường độ dòng điện luôn. Đấy. Cho nên là khi có cái đồng hồ vạn năng này thì chúng ta không cần dùng hai cái đồng hồ này cũng được. Và người thợ làm điện, nghề điện dân dụng thì phải luôn luôn có cái loại đồng hồ này nha các. Thế thì cái công tơ điện nè, đồng hồ vạn năng nè, vôn kế nè, ampe kế nè, nó dùng để đo những đại lượng này để làm cái gì các em? À, nó giúp cho chúng ta, thí dụ cái vôn kế đi, là giúp cho chúng ta biết được hiệu điện thế của cái nguồn điện. Và khi ta biết được hiệu điện thế của nguồn điện thì ta có thể sử dụng đúng cho cái đồ dùng điện. Giúp chúng ta đo cường độ dòng điện. Đo cường độ dòng điện là giúp cho chúng ta đo được cái cường độ dòng điện đang sử dụng. Và với cái cách đo biết được cái cường độ dòng điện đang sử dụng đó các em, thì chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của cái mạng điện này, của cái hệ thống điện này là bình thường hay là bất thường. Bằng cách nào? Bằng cách ta so cái cường độ dòng điện ta đo được đó với lại cái đường cường độ định mức của mỗi cái đồ dùng điện mà ta đang sử dụng trong mạch. Trên mỗi đồ dùng điện nó có ghi ha. Thì mình so lại, nếu mà mình thấy nó vượt quá mức, chênh lệch quá mức. Thí dụ giả sử mình tính cái cường độ định mức trên mỗi cái đồ dùng mình cộng lại đó, giả sử là 10A đi, nhưng mà mình đo được trong lúc này mình đang sử dụng á, là dòng điện nó lại mình đo được tới là 20A, có nghĩa là nó lớn hơn quá mức bình thường so với cái cường độ định mức đang sử dụng. Thì như vậy là lúc này mạng điện của mình đặt vấn đề ra là sẽ có sự cố. Sự cố ở đây là cái gì? Sự cố ở đây có thể là bị chạm mạch, chạm rò rỉ điện đó các em. Tức là dây dẫn điện nó bị bong tróc rồi nó rò rỉ điện. Hoặc là có một cái đồ dùng điện nào nó bị sự cố gì đó thì lúc này mình phải kiểm tra lại. Rồi cái công tơ điện thì giúp cho mình đo được cái điện năng tiêu thụ. Giúp cho người sử dụng biết được điện năng tiêu thụ của gia đình. Và giúp cho cái người bán điện, tức là ngành điện lực đó, cơ quan điện lực cung cấp điện cho mình á, biết được điện năng tiêu thụ của khách hàng để tính tiền. Tuy nhiên, cũng nhờ cái công tơ điện này mà mình là cái người sử dụng điện, mình có thể biết được cái tình trạng của mạng điện mình bình thường hay là bất thường. Bằng cách nào? Bằng cách là mình so với cái điện năng tiêu thụ của mỗi loại cái đồ dùng điện trong gia đình của mình hàng tháng đó. So với cái điện năng thực của công tơ đo điện đo, nếu mà nó chênh lệch quá nhiều là có bất thường ở đây. Thầy lấy ví dụ đi, mỗi tháng gia đình chúng ta sử dụng một số lượng đồ dùng điện
cố định, không thay đổi. Tháng 8, tháng 6, tháng 7, tháng 8, giả sử mình trả tiền điện đó là 500 ký điện. Nhưng tự nhiên qua cái tháng 9 này, tháng 10 này, người ta báo cho mình là nhà mình là sử dụng tới 1.000 ký điện. Nhưng mà trong gia đình mình không có sử dụng thêm bất kỳ đồ dùng này điện nào khác. Thì mình phải đặt vấn đề ở đây là mạng điện của mình đang bị sự cố. Sự cố đây là rò điện. Rò điện tức là đường dây dẫn điện nó bong tróc rồi nó chạm ra đất, gây hiện tượng rò điện ra đất. Như vậy là nó sẽ giúp mình kiểm tra được cái đó nữa ha nha Cam. Như vậy chúng ta có cái nhận xét về công dụng đồng hồ đo điện như sau. Đồng hồ đo điện là dùng để đo cường độ dòng điện, đo hiệu điện thế, đo điện trở, đo điện năng tiêu thụ, nhằm giúp biết được tình trạng làm việc, nguyên nhân hư hỏng, sự cố của mạng điện của hệ thống điện. Như vậy các em ghi nội dung này vào trong bài học. Rồi chúng ta qua phần số 2 là thầy hướng dẫn cho chúng ta cách phân loại đồng hồ đo điện. Ở đây chúng ta có một cái bảng, bảng này chia hai cột. Cột thứ nhất là tên đồng hồ đo điện, cột thứ hai là cái đại lượng đo. Rồi các em quan sát điền vào chỗ trống nội dung đúng, tức là điền vào cái đại lượng đo nè, tương ứng với cái đồng hồ đo nè các em. Chúng ta có một phút để làm việc này ha. Các em điền bằng bút chì vào sách thôi, rồi sau đó nếu sai thì chúng ta xóa đi. Rồi như vậy thì ampe kế là đại lượng đo là cường độ dòng điện, đơn vị đo là ampe. Watt kế là đo công suất, đơn vị đo là watt. Volt kế là đo hiệu điện thế, đơn vị đo là volt. Công tơ điện là đo điện năng tiêu thụ, đơn vị đo là kilowatt giờ. Ohm kế là dùng để đo điện trở, đơn vị đo là ohm. Và đồng hồ vạn năng là nó đo được ba đại lượng là cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở. Như vậy nội dung này chúng ta kẻ cái bảng này vào trong tập chúng ta nha. Rồi chúng ta qua cái bảng số 3 là một số ký hiệu quy ước của đồng hồ đo điện. Thì chúng ta cũng có hai cột. Cột thứ nhất là tên gọi đó, tên gọi của các ký hiệu. Và cái thứ hai là ký hiệu quy ước của nó. Thứ nhất là cái vôn kế thì cái ký hiệu quy ước của nó là một cái vòng tròn và có chữ V vẽ bên trong. V in nha các em. Ampe kế là vòng tròn có chữ A in vẽ bên trong. Watt kế là cái vòng tròn có chữ W in vẽ bên trong. Công tơ điện là không phải vòng tròn nữa mà là cái ô hình chữ nhật. Bên trong có chữ kilowatt giờ. Trong này là chúng ta chú ý chữ K là viết bằng chữ in thường. Chữ W là chữ in hoa. Chữ H là chữ in thường. Chúng ta chú ý cái ký hiệu. Ohm kế là ký hiệu là cái vòng tròn và có ký hiệu này. Ký hiệu này là ký hiệu đọc là omega đó. Và đơn vị đo đây đây là đơn vị điện trở luôn đó, và mình quen gọi là đọc là ohm á. Cấp chính xác là 0,1, 0,5. Thế thì cái cấp chính xác này là cái gì? Thì nghe thầy giải thích. Cấp chính xác là cho biết độ sai lệch tuyệt đối của phép đo. Thầy nhắc lại, cấp chính xác là cho biết độ sai lệch tuyệt đối của phép đo. Thầy lấy ví dụ đây. Như ở hình này là chúng ta có một cái vôn kế có cấp chính xác là 2,5V. Như vậy thì cái vôn kế này có sai số tuyệt đối như thế nào? Thì các em nhìn cái đồng hồ nè. Em thấy con số 2,5 nữa đây nè. Thì em hiểu là đây là sai số tuyệt đối của nó đó. Xin lỗi, đây là cái cấp chính xác của nó đó. Và 2,5 này là em hiểu là 2,5% nha. Như vậy thì để tính sai số tuyệt đối ta tính như thế nào? Các em xem người ta tính.
À, người ta lấy 12 nhân 2,5 rồi chia cho 100 thì ra sai số tuyệt đối là 0,3 V. À, tại sao có con số 12 nhân ở đây thì em để ý trong cái công tơ trong cái vôn kế này nè. Em thấy cái thang đo nè, cái số cao nhất chỗ này là số 12 đúng không? Thì ta lấy 12, ta nhân với cấp chính xác là 2,5 và nãy thầy nói là phần trăm đó thì chúng ta lại chia lại cho 100. Như vậy ta ra được cái sai số tuyệt đối là 0,3 V. Lấy ví dụ khác, một cái đồng hồ đo khác đi, chỗ này không phải là con số 12 nữa mà chỗ này là con số là 250 V, thì lúc này mình sẽ lấy 250 V mình nhân nha các em. Ví dụ 500 V thì mình lấy 500 V mình nhân nha, chứ không phải lấy 12, không phải con số 12 là số cố định đâu nha. Số này, con số 12 này là cái con số tùy loại đồng hồ mình nhìn trên thang đo là số cao nhất trên thang đo, nhớ ha. Rồi vậy thì bây giờ cái sai số tuyệt đối mình tính như vậy để làm cái gì thì nghe thầy giải thích thêm, cái này là giải thích thêm ngoài bài ha. À, ta lấy cái vôn kế này, ta đo điện nguồn ở một cái nơi và ta đọc được là con số là 8 V. À, em thấy nè, nó chỉ là 8 V. Thế thì em phải hiểu cái con số 8 V mà mình đang đọc đó là giá trị gần đúng chứ không phải là giá trị đúng. Vậy thì cái giá trị đúng là bao nhiêu thì mình chỉ biết được cái giá trị đúng nó dao động trong khoảng nào thôi các em. Bằng cách nào? Bằng cách em lấy 8 V mà giá trị gần đúng em đọc được đó, em cộng và trừ cho cái sai số tuyệt đối là 0,3 V này. Như vậy lấy 8 V em trừ cho 0,3 là ra 7,7. Em lấy 8 V em cộng 0,3 thì nó ra là 8,3 V. Như vậy thì cái giá trị đúng của điện nguồn nó sẽ dao động từ 7,7 đến 8,3 V. Vậy em hiểu ý nghĩa của cái sai số tuyệt đối chưa? Rồi, như vậy chúng ta qua phần tiếp theo là điện áp thử cách điện 2 kV, có nghĩa là gì? Điện áp thử cách điện 2 kV có nghĩa là cái đồng hồ này nó cách điện được đến 2 kV, có nghĩa là 2000 V đó, 2 kV là 2000 V đó, nó cách điện đến 2000 V. Nhớ ha. Phương đặt dụng cụ đo, em thấy nếu mà gặp cái mũi tên ngang thì khi ta đo ta phải để đồng hồ song song với mặt đất. À, nếu gặp ký hiệu là vuông góc giống như bên toán mình nè, ký hiệu vuông góc mình học rồi đó, ký hiệu này thì khi ta đo ta phải để đồng hồ là thẳng góc với mặt đất. Các em nhớ ha. Rồi các em ghi cái bảng này vào trong tập của mình. Rồi, chúng ta qua phần số 2 là thầy sẽ giới thiệu với các em là một số loại dụng cụ cơ khí. Ở đây hình thứ nhất là chúng ta có cây thước. Thì công dụng của cây thước là dùng để đo chiều dài dây dẫn, đo chiều dài ống dây. Tuy nhiên, cây thước này là cây thước dây dùng để đo khi mà làm điện thực tế. Còn khi mà chúng ta đo ở trong lớp học, nếu mà sau này chúng ta vào chúng ta thực hành thì chúng ta các em nên mua một cái cây thước dẻo á, dài khoảng là 500 mm, 500 mm hay là 0,5 m nha, tức là nửa mét, dài khoảng nửa mét. Hoặc là chúng ta nếu mà chúng ta khó kiếm nữa đó thì chúng ta chỉ cần mua một cái cây thước dẻo dẻo nhựa đó, dài khoảng 300 mm là được rồi ha, tức là 0,3 m là được rồi. Rồi tiếp tục cây thước số 2. Cây thước số 2 là dùng để đo đường kính dây điện, đo kích thước chiều sâu của lỗ, thì cái đo của nó là cũng tương đối là chính xác nha các em. Thì cây thước này mình đã học ở năm lớp 8 rồi đó. À, cây này nè, không biết còn nhớ tên không, nó tên gọi là cây thước cặp nha. Rồi, cây thứ ba là cây banh me, là hình dáng nó như thế này nha các em. Cây banh me này là đo chính xác đường kính dây dẫn điện, là cái độ chính xác nó rất là cao nha các em, 1/1000 mm. À, tuy nhiên mình học ở năm lớp 9 thì mình ít sử dụng những cái này lắm nha, không có sử dụng. À, giới thiệu cho chúng ta biết thôi ha. Rồi chúng ta qua hình tiếp theo. À, đây là hình của hai cái dụng cụ cơ khí mà mình sử dụng rất là nhiều nè, không biết chúng ta có biết tên không. Rồi, tên của nó là cái tua vít hay các em. Cái hình số 1 là tua vít đầu 3 ke, em nhìn cái đầu của nó nè, đầu như vậy người ta gọi là đầu 3 ke.
Cái tua vít thứ hai ở hình số 2 là tua vít đầu bàn. Em nhìn cái vít đầu bàn này, hình nó nè. Thì công dụng của cái tua vít này là dùng để vặn tháo lắp. Tiếp theo là cái búa. Cái búa thì công dụng của nó là dùng để dạy đóng. À, cái dụng cụ cơ khí tiếp theo là cái này đây. Là này là gọi là cái cưa. À, cưa dùng để cắt ống nhựa và ống kim loại. À, dụng cụ tiếp theo, à, những cái này người ta gọi tên chung là kìm điện. À, công dụng nó dùng công dụng chung nha, thầy nêu công dụng chung trước là dùng kẹp giữ, tuốt vỏ dây, cắt dây. À, nhưng mà mình có tên riêng từng cái. Cái kìm ở hình số 1 thì tên chính xác của nó là kìm răng. Cái kìm răng này á các em, nó có nhiều công dụng lắm. Em có thể dùng nó kẹp giữ được nè, vặn tháo lắp được nè. À, em có thể dùng nó để cắt dây điện được nè. Em có thể dùng nó để tuốt vỏ dây dẫn điện được nè. Tuy nhiên, cái kìm răng này nếu mà ta dùng nó mà để cắt dây điện á, thì đối với một số cái chỗ mà nó nhỏ đó, cái góc đó là làm việc nó nhỏ đó, thì ta rất là khó làm việc. Do cái lưỡi cắt nó nằm bên trong, như vậy nó khó ha. Nếu mà dùng để tuốt dây á, thì đối với những người nào mà người ta quen việc rồi thì người ta tuốt mới dễ. Còn nếu mà chúng ta mới học điện thì chúng ta dùng cái kìm này tuốt rất là khó. Ha. Cái kìm thứ hai là cái kìm tuốt dây. Vì lý do tuốt khó như vậy thì người ta chế ra một cái kìm thứ hai là chuyên dùng để tuốt vỏ dây điện, là ở hình số 2. Thì các em mới học điện thì thầy khuyên là mua cái kìm này ha. Chúng ta còn có một số loại cái kìm khác nữa. Tuy nhiên cây kìm này thì chúng ta sử dụng dễ, à, tuốt vỏ dây rất là nhanh, nhưng mà nó có cái khuyết điểm là nó giới hạn cái đường kính dây tuốt. Dây quá lớn thì nó tuốt không được, mà dây quá nhỏ thì nó cũng tuốt không được. Đây là dây giới hạn của nó. Tuy nhiên là mình học ở lớp 9 á, thì thầy chỉ cho dùng một cái cỡ dây nhất định thôi. Cho nên là chúng ta có thể mua cái kìm này chúng ta sử dụng thì nó dễ cho chúng ta nha. Cái kìm tiếp theo là cái kìm mỏ nhọn. Cái kìm mỏ nhọn thì cái công dụng nó cũng y chang cái kìm răng, nó cũng kẹp giữ được, à, vặn tháo lắp được, à, cắt dây được, à, tuốt dây được luôn. Tuy nhiên, à, giống như thầy nói ở bên kìm răng nó cũng có những cái khuyết điểm. Nếu dùng nó để cắt dây thì cái gốc mà nhỏ quá thì em thấy cái mỏ nhọn nó đẩy ra nè, là cái lưỡi cắt nó nằm tuốt bên trong, vậy chúng ta không có cắt được. Nếu mà dùng để tuốt vỏ dây thì đối với những người làm việc quen tay thì mới sử dụng nó được. Còn nếu mà không quen tay là không sử dụng được. Còn nếu mà nó dùng để kẹp á, kẹp mà và để vặn tháo lắp á, thì cái lực kẹp của nó nhỏ nhỏ, không có bằng cái kìm răng. Tuy nhiên nó có một cái ưu điểm là do cái mỏ nó nhọn, như vậy nếu mà dùng nó để kẹp giữ dây dẫn ở những cái góc mà nhỏ đó, mà tay ta đưa vào không được, cái kìm răng đưa vào không được đó, thì lúc đó cây kìm mỏ nhọn chúng ta sử dụng rất là dễ dàng. Cây kìm số 4 là cây kìm cắt dây, là chuyên nhiệm vụ nó chuyên dùng duy nhất thôi là để cắt dây dẫn điện thôi. Như vậy thì nếu gặp những cái góc mà nhỏ đó, à, thì lúc này ta sử dụng cây kìm cắt rất là dễ dàng nha các em. Như vậy thì trong thực hành nối dây dẫn hoặc là trong thực hành mạch điện sau này, nếu chúng ta muốn làm tốt, muốn làm sản phẩm ra đẹp thì các em nên có mỗi nhóm nha. Ở đây thầy yêu cầu, chỉ yêu cầu là mỗi nhóm thôi. Có cho thầy là kìm răng, kìm tuốt, kìm mỏ nhọn và kìm cắt. Ít nhất thầy nói ở đây là ít nhất. Còn trong quá trình làm việc, nếu mà các em thấy mà với số lượng đó mà các em thấy là chúng ta thiếu dụng cụ làm thì chúng ta có thể mua bổ sung. Ít nhất là một nhóm như vậy phải có một cây kìm răng, một cây kìm tuốt, một cây kìm mỏ nhọn và một cây kìm cắt. Rồi, tiếp theo, cái dụng cụ tiếp theo là cái máy khoan. Máy khoan thì ở hình số 1 là máy khoan mình phải cắm điện vô để mình khoan. Còn ở hình số 2 là máy khoan này là người ta dùng pin, không cần phải cắm điện. À, dùng để khoan lỗ trên gỗ, trên bê tông để lắp dây dẫn điện, thiết bị điện. Như vậy nếu mà nhóm nào mà nhà có điều kiện á, thì nên trang bị một cái máy khoan pin. Thì chúng ta sử dụng rất là dễ nha các em. Nếu mà có nó thì sử dụng rất là dễ, à, nhẹ nhàng trong công việc của chúng ta thực hành. Và cái máy khoan này hiện nay mua cũng rất là dễ. Lên trang Tiki hoặc là Sen Đỏ đó, chúng ta đặt
thì mua cái loại mà vừa vừa thôi, khoảng chừng 200-300 ngàn là đủ, là xài được rồi đó nha. Còn cái loại này thì nó hơi mắc, loại này là nó khoan bê tông được luôn thì giá nó cũng khoảng 1 triệu mấy, cho nên nó mắc. Rồi học sinh của chúng ta thì mua cái loại vừa vừa vặn pin, vặn những con ốc đơn giản đó thì chừng 300 là chúng ta có cái máy khoan ngon để chúng ta xài rồi nha. Rồi như vậy thì bài học thầy trình bày đến đây là kết thúc. Như vậy các em nhớ click vào cái câu hỏi ở phía dưới để làm lấy điểm thường xuyên ha. Rồi đọc trước cho thầy bài số 5, thực hành nói về dẫn điện để biết sao thầy hướng dẫn cho chúng ta. Bài này thì thầy nói là bài chuyên về thực hành. Tuy nhiên do tình hình hiện nay thì thầy sẽ hướng dẫn lý thuyết. Rồi nếu có điều kiện sau này vào mà có điều kiện hướng dẫn lại trong những cái bài thực hành sau đó thì thầy sẽ hướng dẫn lại cái phần thực hành này cho các em. Rồi thầy chúc các em thành công trong kiểm tra làm mấy câu các câu hỏi đó, lấy điểm đó. Chúc các em có điểm cao tốt. Chúc các em thành công ha. Rồi bài học tới đây là kết thúc. Chào các em.